Hôm nay chúng ta giới thiệu tiếp một số các cái phần bộ lọc còn lại ở trong cái nhóm distro. Distro thì như chúng ta đã biết, nó là cái nhóm chuyên là để làm biến dạng, phá vỡ cấu trúc của các cái đối tượng, các cái layer ở trong Photoshop. Thế thì hôm qua chúng ta đã trao đổi tới ripple, tới shear, đúng không? Đây, bây giờ tiếp tục chúng ta giới thiệu tiếp sphere. Thì cái này nó là một cái dạng gọi là thấu kính. Đấy. À, cái này hình như hôm qua nói rồi nhỉ, đúng không? Sphere chúng ta nói rồi đúng không? Ok, nếu thế thì loại bỏ cái này, nói tiếp sang cái cát train này, vặn xoắn này. Đây, cái này thì rất là đơn giản, vặn xoáy đối tượng. Đấy. Tôi kéo con trượt sang phải hay sang trái thì sẽ làm cái đẹp vặn xoắn cái hình ảnh này. Quan sát trực tiếp cái độ vặn ở trong cửa sổ nhỏ và quan sát cái sự biến dạng của cái hình ảnh ở trong cửa sổ phía trên này thì chúng ta có thể là sẽ xác nhận là nó làm cho đối tượng nó vặn xoắn biến dạng đến đâu. Thì đây là bộ lọc giúp chúng ta vặn xoáy hình ảnh. Tiếp nữa, cái wave thì cái này nó sẽ làm cho một cái bức hình của chúng ta nó giống như là soi xuống mặt nước và mặt nước nó gợn sóng. Đấy, và gợn sóng nhiều hay ít như thế nào thì sẽ do các cái tham số ở đây. Đó, chúng ta có number of generator, wavelength, amplitude, scale. Tất cả những cái tham số này khi mà chúng ta kéo nó, thay đổi nó, số lượng các bước sóng này đó. Đấy, rồi độ dài của bước sóng. Đấy. Gợn nhiều hay gợn ít thế nào. Đó. Độ giao thoa các bước sóng. Rồi cả tỷ lệ bước sóng, rồi các cái kiểu giao thoa của sóng nó như thế nào. Thì các bạn sẽ có rất là nhiều các cái tùy chọn ở đây. Và cái này thì nó hoàn toàn là các bạn có thể là kéo từng cái con trượt một, sau đó quan sát cái hình ảnh thực tế để xem là cái bức hình này nó biến dạng đến mức độ nào, nó phù hợp với lại yêu cầu của mình hay chưa. Đấy thì chúng ta sẽ đến lúc mà chúng ta quan sát được thì cảm thấy ưng ý rồi thì nhấp OK. Chút thì khi mà chúng ta giới thiệu về cái action thì chúng ta sẽ thấy là nó sử dụng rất nhiều các cái phần bộ lọc mà chúng ta đã giới thiệu ở đây. Tiếp nữa, phía sau cái wave này thì là cái zigzag. Zigzag này thì cũng là một cái dạng tạo sóng khác. Tạo sóng này thì nó không phải là một cái dạng gọi là nó rung nhẹ cái mặt nước nữa, mà gần như là kiểu ném đá xuống mặt nước. Nên ném đá xuống mặt nước thì nó sẽ có điểm rơi, có tâm và bắt đầu nó sẽ lan truyền, nó sẽ tạo ra các cái sóng nước theo các cái kiểu khác nhau. Thì ở đây các bạn sẽ thấy là chúng ta có 3 giá trị, một là amount, hai là rigor và ba là style. Thì về phần amount thì sẽ can thiệp vào cái giá trị mạnh nhẹ như thế này. Cái rigor thì là số lượng. Số lượng các cái bước sóng đấy, nó dày hay là nó ít. Đấy, còn cái style thì chúng ta sẽ có một số các cái biến thể khác nhau: around center, out of center và cone ripple. Thì tùy vào từng cái style này mà chúng ta sẽ có cái kiểu sóng nó sẽ lan tỏa giao thoa khác nhau. Và tất cả những cái gì mà các bạn nhìn thấy ở trong những cái quảng cáo mà có cái tính chất gọi là sóng như thế này thì hầu hết là đều được làm bằng cái bộ lọc này. Gợn sóng. Đó. Ở đấy là cái bộ lọc distort với cái phần zigzag. Noise thì hôm qua chúng ta đã nói một chút rồi, đúng không? Khi mà chúng ta làm cái ví dụ về cái chất liệu gỗ thì add noise thì đơn giản là đưa nhiễu vào,
đưa nhiễu vào trong cái đưa nhiễu vào trong bức ảnh và làm cho bức ảnh nó sẽ có cái độ gọi là sần mặt hơn. Đó. Tham số noise càng lớn thì cái hạt nhiễu nó đưa vào càng nhiều đấy, và nó sẽ tạo ra cái độ sần, độ xốp của bề mặt của chất liệu đấy, và chúng ta sẽ có một vài cái tùy chọn uniform hoặc Gaussian thì nó sẽ ảnh hưởng tới cách thức mà đưa cái nhiễu này vào, quan sát trực tiếp để xác nhận có dùng đến đâu. Đó, cái này thì ví dụ như là những cái nào mà chúng ta mô phỏng cái gì đó mà nó mang tính chất ảnh nó cũ kỹ, xưa cũ, bắt đầu hỏng hóc các thứ thì người ta hay sử dụng cái này. Tất nhiên là một cái thì không làm hết được, nhưng nó là một phần ở trong cái quy trình mà làm những cái ảnh cũ. Tiếp đến nữa thì ở đây chúng ta có một vài cái tùy chọn cũng liên quan tới tới noise. Thì thường thường thì chúng ta sẽ có một cái bộ hai cái filter hay đi với nhau, một là cái dispersal và hai là dirt and scratches. Thì hai cái này là người làm thiết kế là hay sử dụng nó trong cái trường hợp là ảnh của mình không phải là ảnh được đưa vào bằng ảnh số, chụp bằng máy ảnh thông thường, mà là ảnh đưa vào bằng máy scan. Đấy. Máy scan mà lại scan lại cái gì? Scan lại một cái tài liệu đã được in offset. Như hôm trước thì các bạn có hỏi một chút là thế các cái điểm màu đưa vào thì nó như thế nào? Có phải là các điểm màu nó đè lên nhau hay nằm cạnh nhau hay như thế nào? Thì thực ra ở trong một cái vị trí thì các cái điểm hạt màu nó lại không có nằm trùng vị trí với nhau. Đấy. Mỗi một hạt màu khi mà đưa vào một vị trí thì nó sẽ tự xoay đi theo một góc nào đó. Thế và nếu mà chúng ta phóng to một cái tài liệu mà được quét ở máy quét thì chúng ta sẽ thấy là nó có cái độ tram hay là một cái độ rỗ màu của nó. Đây, có thể là tôi sẽ tìm một cái ảnh tôi đưa lên cho các bạn xem nhé. Các bạn chờ một chút, tôi tìm cái tài liệu. Đại thể các bạn có thể hình dung nó sẽ giống như này này. Ở một mức độ nào đó khi mà chúng ta quan sát thì chúng ta sẽ thấy là một cái ảnh trông bình thường nó sẽ như thế này. Đấy. Nhưng mà khi mà chúng ta quan sát kỹ sát vào trong cái bức ảnh thì các bạn sẽ thấy rằng là cái
màu sắc hoặc là những cái hình mà chúng ta nhìn thấy ở trên một cái bản in. Nếu mà chúng ta lấy cái lúp chúng ta soi kỹ lên hoặc là ấy thì chúng ta sẽ thấy là nó phân bố màu dạng như thế này. Đấy, các cái điểm màu nó sẽ nằm lệch nhau một chút, và bằng cái việc là chồng chéo những cái điểm màu như thế này thì nó sẽ tạo ra các cái màu sắc mà chúng ta sẽ nhận thức được ở trong mắt. Thế khi mà soi kỹ lên thì chúng ta sẽ thấy được các điểm màu, hạt màu như thế này. Các bạn sẽ nhìn thấy ở trên màn hình. Thế thì nó không mịn giống như là một cái ảnh mà chúng ta rửa ra. Ảnh chúng ta rửa ra là cái giải màu nó rất là mịn, nó sẽ liền lạc nhau. Nhưng khi mà chúng ta lấy một cái bức hình mà đã được in offset và quét lại thì thực ra chúng ta soi kỹ ra thì chúng ta sẽ thấy nó là một dạng tương tự như thế này. Đấy, và khi mà muốn sử dụng những cái tài liệu mà quét từ máy scan, từ các cái tài liệu đã được in offset ra chứ không phải là quét từ ảnh rửa, thì thực tế nó sẽ hơi bị gai như thế này nếu mà chúng ta quan sát kỹ. Thế thì để giải quyết cái vấn đề này thì người ta sẽ sử dụng hai cái bộ lọc, đó là cái bộ lọc Dispecor và Dust and Scratches. Thì Dispecor này thì nó can thiệp theo một cách rất là đơn giản, là nó sẽ tìm những cái điểm mà nó cho rằng là bẩn, hỏng rồi vân vân, thì nó sẽ tự động nó sẽ xử lý, nó sẽ xóa nhòe, nó sẽ xử lý cho chúng ta. Thường là gì, những cái tài liệu như thế này thì nó cũng đã qua sử dụng rồi. Đấy. Và nó sẽ bám bụi, bám bẩn, rồi các cái bề mặt của cái máy scan nó cũng có thể bám bụi, bám bẩn. Đấy. Ngay bản thân cái ảnh nó cũng có thể là bị xước, bị dính màu mè hoặc cái gì đó. Thế thì trong một số những cái trường hợp như thế thì khi mà quét vào thì nó cũng quét luôn tất cả những cái vết đó vào trong cái tài liệu của chúng ta. Và do đó thì cái bộ lọc Dispecor này nó sẽ giúp chúng ta là tự động tính toán và xử lý để loại bỏ những cái vết đó đi. Cái này thì nó hơi giống như Blue, có nghĩa là chúng ta chỉ có nhấn lệnh và không có can thiệp gì cả. Tự nó sẽ phân tích, tự nó sẽ xử lý. Chúng ta chỉ có mỗi một cái thao tác là bấm lệnh và nhận kết quả, tự nó sẽ xử lý. Đấy, không can thiệp được cái gì hết. Sau khi mà tự tìm và xử lý những cái vết dạng bẩn như thế rồi thì nó sẽ tiếp tục bằng bước thứ hai, đó là chọn cái Dust and Scratches này. Thì để mà làm nhòe các cái phần tử hạt màu này vào với nhau, làm cho cái này trông giống như một cái ảnh chụp hơn, nó mịn màng hơn, thì người ta sẽ điều chỉnh hai cái giá trị Radius và Threshold này. Thế nhưng mà thường thường thì cái tỷ lệ đặt thì Radius thường là cũng mọi người sẽ để nó ở cái tỷ lệ là 1 pixel mặc định như thế này, và bắt đầu co kéo điều chỉnh cái tham số Threshold này. Trong các cái trường hợp mà chúng ta cảm thấy là cần phải xử lý thêm thì lúc đấy mới co kéo, nhưng cái này thì rất là cẩn thận. Đấy. Như các bạn thấy là sau khi mà chúng ta dùng như thế này thì một số các cái điểm nó sẽ được đánh nhòe bớt đi, đánh nhòe vào nhau. Tất nhiên là cái tham số này là phải rất là cẩn thận để mà điều chỉnh. Đấy, chủ yếu là người ta kéo cái tham số này thôi. Chủ yếu là kéo tham số này để điều chỉnh. Thế và sau khi mà làm xong thì nó sẽ tạo ra cảm giác là mọi thứ nó có vẻ là mịn màng hơn. Tất nhiên cái cách mà làm vừa rồi ấy, thì tôi đưa cho các bạn xem là tôi đang sử dụng cái bộ lọc Hapton để mà mô phỏng về cái kiểu in đấy, chứ còn cái điểm này là quá to so với lại cái bản in thì nó bé nhiều, và do đó chúng ta chỉ cần áp dụng nó một chút là nó sẽ đánh nhòe các điểm vào và nó không bị gai những cái đốt, những cái điểm chấm này to như thế này nữa. Đấy, đây chỉ là cái hình ví dụ để cho các bạn hình dung ra là tại sao mà người ta sử dụng cái đó. Và sau khi mà sử dụng cái này, hai cái bộ lọc nằm trong cái nhóm Noise bao gồm là Dispecor và Dust and Scratches này thì người ta có thể là xử lý thêm bằng cách là sử dụng thêm một cái bộ lọc
ở trong nhóm sharpen. Sharp này thì nó sẽ ngược lại với blue, tức là nó làm sắc nét trở lại. Đấy, do các cái hiệu ứng ở trong noise này thì nó chủ yếu là theo cái xu hướng là làm nhòe đi để giấu các cái điểm chấm đó, thì bây giờ nó sẽ sử dụng cái nhóm sharp này và cái lệnh cuối cùng này, đấy thường là unsharp mask, đấy để nó sẽ làm rồi đấy ạ, sắc nét ngược trở lại một chút, đấy tránh cái tình trạng trông nó bị nhòe quá. Thế thì đấy là một cái bước liên hoàn thông thường là ở những cái tài liệu tài nguyên mà chúng ta lấy từ cái một cái bản inox set mà chúng ta quét scan vào máy thì thường là sẽ trải qua ba công đoạn liên hoàn như thế. Đấy, tôi xin nhắc lại là bao gồm có despeckle là để tẩy xóa những cái vết bẩn, đấy, dirt and scratches này thì nó sẽ là đánh nhòe các cái điểm hạt màu vào với nhau để tạo thành một cái khu vực màu nó liền lạc hơn, nó đỡ bị cái cảm giác là chấm lổ nhổn ở các cái điểm màu. Thế và sau đó thì làm sắc nét ngược trở lại bằng cách là sử dụng unsharp mask. Đấy là cái quy trình mà xưa nay các cái phòng thiết kế người ta hay xử lý khi mà người ta nhập cái tài liệu vào bằng cách là quét máy scanner. Thế còn là một số các cái này, đấy chẳng hạn như Redux Noise này cũng là một cái dạng Median, hoặc là cái Redux Noise này là những cái bộ lọc được bổ sung về sau. Trước thì nó chỉ có ba món cái đầu này thôi này. Đấy thì nó Redux Noise này thì nó sẽ cũng là một cái dạng gọi là xử lý các cái nhiễu để làm cho nó ít có cái cảm giác là nó bị nhiễu, nó bị hạt. Đấy. Tất nhiên là cái này thì chúng ta xem ở trên một cái ảnh quét thật thì nó sẽ rõ hơn, cái điểm này nó vẫn to quá, điểm này vẫn to quá so với lại cái thực tế thì rất là khó để cho các bạn hình dung. Đấy là noise này. Thế còn là một số các cái khác cũng có thể sử dụng. Đây, bây giờ chúng ta xem lại cái vừa rồi. Trong PCLS này thì chúng ta sẽ có một số cái tương đối là thú vị ở trong cái PCLS này. Phân ra các mảnh, phân ra các mảng. Đấy. Đây, bây giờ chúng ta cùng nhau xem nhé. Mở lấy một cái bức ảnh bằng đi. Ví dụ trong cái nhóm PCLS này thì chúng ta sẽ có một loạt các cái bộ lọc mà giúp chúng ta là biến đổi phân chia thành các mảng hoặc là các cấu trúc cho cái bức hình của chúng ta. Đây tôi sẽ giới thiệu luôn cái, ví dụ như cái color halftone. Color halftone này chính là cái đặt các cái điểm màu mô phỏng cái kiểu tô offset này. Thì các bạn nhìn thấy đây này, ví dụ các bạn sẽ nhìn thấy là gì ạ, max radius thì là các cái điểm hạt màu nó to nhỏ như thế nào. Max radius này thì cái giá trị mặc định thì nó hiện tại đang để cho chúng ta là 8. Các bạn cũng có thể là chọn những cái tham số nó bé hơn. Thế nhưng mà đây, cái giải thích rằng là các cái điểm màu khi mà đặt vào trong một cái khu vực nào đó để tái tạo lại thì channel 1, channel 2, channel 3, channel 4 nó có những góc xoay khác nhau để khi các hạt màu nó chồng vào nhau nó không bị đè lên nhau. Đấy. Và khi mà chúng ta áp dụng những cái này đây, thì các bạn sẽ thấy rằng là nó sẽ tạo ra những cái hạt màu đặt kề cận nhau, và do cái tỷ lệ các hạt màu này đặt cùng nhau như thế nào đó thì nó sẽ tạo ra một cái giá trị hòa sắc ở trong mắt của chúng ta để cho chúng ta hình dung ra đây là cái màu gì. Đấy. Nhìn xa xa như thế này thì chúng ta thấy là màu vàng, nhưng thực ra đến lúc mà chúng ta phóng lớn lên thì giống như chúng ta đang quan sát một cái bản inox set đây.
Đấy, chính xác là nó hòa sắc, nó tạo ra các màu trên màn in là như thế này đây. Đấy, phóng lớn lên, mỗi một khu vực màu thì nó, mỗi điểm màu nó mật độ có thể khác nhau. Đấy, và cái góc độ chồng chéo của các cái điểm màu này, mỗi màu nó lại xoay đi một tí, xoay đi một tí. Và khi nó chồng lên nhau thì nó sẽ tạo ra hòa sắc để tái tạo ra tất cả các màu. Đấy, cái mà thường thường chúng ta nhìn thấy là trông có vẻ mịn, nhưng mà lúc mà phóng lớn lên thì nó sẽ dạng đúng như thế này. Đấy, lấy kính lúp mà soi hay là lấy kính soi màu ở dưới nhà in mà soi thì chúng ta sẽ thấy được cái kiểu nó như thế này. Đấy là color halftone. Thế còn sau cái đó thì chúng ta sẽ có một cái là crystallize. Cái này nó sẽ mô phỏng các cái cell, các cái mảnh, phân một cái hình này ra thành các mảnh khác nhau. Đấy. Các bạn sẽ thấy rằng là có những cái mảnh màu như thế này. Bây giờ đang có những cái có những cái tút, hoặc là có những cái xu hướng đang hướng dẫn là làm những cái trò gọi là phân mảnh như thế này đó. Thì thực ra bộ lọc nó làm rất là nhanh. Đấy, chúng ta cũng không cần phải vẽ, chúng ta cũng không cần phải tô gì cả, chỉ cần cho Photoshop biết rằng là mỗi cái mảnh mà chúng ta muốn là nó khoảng độ bao nhiêu pixel, đấy, tỷ lệ như thế nào, và nó sẽ xử lý cho chúng ta ra thành cái kiểu ghép mảnh như thế này. Làm sắc, cái này thì nó làm sắc các cái biên lên. Đấy. Rồi tiếp nữa thì chúng ta có cái fragment, làm chồng một, tức là nó sẽ tạo ra mấy cái hình khác nhau. Mỗi hình thì nó sẽ cho di dịch đi một tí tẹo để tạo ra một cái sự chồng nhòe như thế này. Nó ra hơi giống như là cái kiểu chụp ảnh mà hơi run tay. Đấy. Run tay. Mezzotint. Đây thì là nó cho chúng ta rất là nhiều cái tùy chọn. Nó hơi giống như là nó hợp cái phần phần dot này thì nó hơi giống như là cái noise. Đấy, tạo thành rất là nhiều các cái kiểu chấm đốm như thế này. Với các tỷ lệ, với các cái độ lớn nhỏ khác nhau. Thế thì còn một cái dạng khác là line. Line thì nó tạo ra các cái vết như thế này. Đó. Medium line, long line. Đấy, rồi short stroke, medium stroke và long stroke. Đây, ví dụ kết quả giống như là kiểu in xuống một cái in một cái bản in mà cái khắc trên gỗ ấy, sẽ có những cái thớ gỗ hoặc là những cái ngắn dài khác nhau. Thì đấy là cái bộ lọc mezzotint. Thế còn mosaic thì nó sẽ xếp thành các cái ô thôi. Ô này là ô vuông. Đấy. Nó giống như là chúng ta đang xem một cái hình rất bé ở cái độ mà nó lại phân giải nó thấp. Đấy. Phóng lớn lên thì thực ra thì chúng ta cũng sẽ thấy nó là các hình vuông. Chỉ có điều là mosaic này thì nó sẽ tạo ra các hình vuông rất là lớn. Cái này thì cũng lại một dạng khác này. Chấm, các chấm màu. Cái này thì hơi mô phỏng theo cái kiểu gọi là trường phái vẽ ấn tượng. Thay vì vẽ mượt thì người ta sẽ sử dụng các cái chấm màu đặt cạnh nhau
chấm liên tiếp của các màu để tự có được cái sự hòa sắc ở trong mắt. Thế thì đấy là giới thiệu sơ bộ về cái bộ lọc Pixelate. Còn cái render thì hôm trước là chúng ta cũng đã giới thiệu một chút đó. Trong đó thì chúng ta giới thiệu cái phần gọi là frame này để tạo ra lửa này. Cái ba cái thằng này là ba thằng mới được bổ sung vào những cái phiên bản gần gần đây. Đấy, còn cô điện thì nó sẽ có 1, 2, 3, 4, 5. Thực ra cái thằng fiber này cũng là cái thằng được bổ sung về sau. Đấy, trước là nó chỉ có 4 cái là clouds này, different clouds này, land flare và lighting effect. Đấy, thằng này cũng là mới so với 4 cái thằng ở đây. Thế nhưng ba cái thằng này thì lại được bổ sung vào các phiên bản gần đây nữa. Thế thì cái clouds này hôm qua chúng ta cũng đã nói rồi, nó là về mặt quy tắc là gì đây? Nó áp dụng những cái phối một cách ngẫu nhiên, phối một cách ngẫu nhiên để tạo ra một hiệu ứng như là mây với trời. Đấy, và thường thường là chúng ta sẽ tạo ra những cái bộ lọc mà để tạo ra một cái hiệu ứng giống như mây thì người ta sẽ dùng cái này. Đấy, thì các bạn sẽ thấy rằng nó cứ phối trộn một cách ngẫu nhiên giữa màu tiền cảnh và hậu cảnh. Đấy, và bây giờ nếu mà tôi thực hiện thì tôi cứ gì đấy ạ, tôi cứ nhấn phím tắt thôi. Trước của nó thì là đơn giản là Ctrl F đấy để nhắc lại. Thế nhưng mà ở phiên bản mới này thì nó chuyển đổi thành Ctrl Alt F. Đây, cứ mỗi một lần thì nó lại phối theo một cái tỷ lệ, nó phối theo một cái xác suất ngẫu nhiên nào đó. Nó giống như mây bay lơ lửng ở trên trời, cái gió thổi đến đâu thì tụ hoặc tán đến đấy. Đấy thì trong trường hợp chúng ta muốn tạo ra một cái hiệu quả trông giống như mây trên trời thì thường người ta sẽ sử dụng cái này. Tất nhiên là sẽ có những cái hình ảnh chụp thật. Đấy, cũng có những lúc thì chúng ta sẽ lại sử dụng cái này như là một cái phương tiện để chúng ta tạo một cái hiệu quả giống như mây. Thế còn đối với cái bộ lọc tiếp theo thì nó có tên là Difference Clouds. Thì nó vừa kết hợp giữa cái bộ lọc Clouds, vừa kết hợp với lại một cái nó giống như là cái chế độ hòa trộn Different. Đây, chúng ta có thể xem cái này để hình dung ra nó khác biệt như thế nào. Đây, ví dụ như là tôi có một cái layer. Đó, tôi có thể tô màu nó lên trên cái layer này. Và các bạn thấy rằng là ở bình thường, ở cái chế độ normal này thì chúng ta sẽ không có thấy được cái layer bên dưới, đúng không? Khi mà chúng ta thay đổi cái chế độ hòa trộn đi thì chúng ta sẽ thấy là nó sẽ tạo ra một cái độ trong nhất định và nó phối trộn với lại cái hình hài màu sắc ở cái layer bên dưới. Và chúng ta cũng đã có một vài cái ví dụ nhất định để chúng ta giới thiệu về cái cách sử dụng cái chế độ hòa trộn blending mode này rồi. Đó. Và đây, cái này thì nó giống như là cái phần nó gọi là difference này. Nó sẽ cho một cái gì đó nó hơi có tính chất ngược với lại cái màu vốn có của cái đối tượng. Ở đây vốn xanh nhưng mà các bạn nhìn vào đây khi mà tôi chọn cái difference này thì nó lại đảo ngược cái giá trị lại và nó sẽ cho ra cái sắc kiểu vàng như thế này chứ không phải. Thế thì ở trong này thì các bạn sẽ thấy rằng là chúng ta cứ nhấn lệnh này. Ở đây thì các bạn sẽ thấy là nếu mà tôi nhấn thêm một lần nữa thì lúc này nó lại đảo lại thành ra giống như clouds đó. Đấy. Nhưng nếu lại thêm một lần nữa thì nó lại đảo lại này. Cái trò này thì hay được sử dụng. Tất nhiên nó cũng vẫn có cái tính chất ngẫu nhiên. Đấy, thằng này vẫn sử dụng cái tính chất ngẫu nhiên và
chúng ta sẽ thấy là trong thực tế người ta dùng cái này để làm gì? Người ta dùng cái này để tìm các cái cấu trúc giống như là vân gạch hay vân đá. Đấy. Vân gạch hoặc đá ở trong cái việc mà làm gạch lát xả đấy. Đấy. Giả đá hoặc là làm bằng các vân gạch, hoặc trong một số các cái bài hướng dẫn hay một trong một số hiệu ứng thì các bạn có thể là thấy là người ta sẽ sử dụng cái này như là một phần ở trong cái các cái bước để mà tạo ra một cái tạo hình một cái tia sét. Đây này, các bạn sẽ nhìn thấy rất rất nhiều những cái nét mà nó kéo dài loằng ngoằng thế này khi người ta áp dụng kèm theo một số các cái tùy chọn nữa để mà tạo ra những cái tia, thì người ta sẽ làm cho mọi thứ nó kịch cùng lên đến dạng cỡ như thế này. Và đến lúc mà nó còn lại những cái tia này thì lúc đấy người ta mới xử lý, người ta lấy tiếp cái này và người ta xử lý tiếp để tạo ra những cái phần là lỏng quẳng như cái tia sét đánh. Đấy chính là cái cách sử dụng của cái công cụ Fitter với lại cái bộ lọc của Clouds và Different Clouds này. Thế còn một cái nữa rất là đặc biệt đó là cái lens flare này. Thì cái này nó mô phỏng cho chúng ta một cái tia sáng phản quang hắt ngược ở trong ống kính máy quay hoặc là máy ảnh khi mà chúng ta chụp, có một cái nguồn sáng ngược chiếu vào trong ống kính, ví dụ như là ánh sáng mặt trời hoặc là đèn cao áp hoặc là gì đó. Đấy, khi mà cái nguồn sáng ngược đó nó lọt vào trong ống kính thì nó sẽ gây ra một cái lóe sáng ở trong cái ống kính. Thì bằng cách như thế này thì chúng ta có thể là tạo ra một cái nhận thức về cái tia sáng đó. Ví dụ như là tôi tạo ra một cái cảnh mà mô phỏng có nắng, tôi sẽ sử dụng filter render dùng cái lens này đó. Thế nhưng mà đây, như các bạn cũng sẽ thấy rằng trong một số trường hợp, xin nhắc lại cái nội dung hôm trước đúng không, có những thứ mà nó sẽ không chạy cùng với cái bộ lọc khi mà ảnh là CMYK. Đấy, như các bạn thấy đây, đây là CMYK thì một số cái là đang bị mờ đi, không khả dụng. Đấy, ví dụ như bây giờ tôi muốn thử thì tôi lại phải làm sao đây? Tôi phải convert mode nó sang thành RGB, sau đó thì tôi mới có thể sử dụng nó được. Đây, chuyển sang một cái lập tức là cái thằng này khả dụng. Nhấn vào đây thì chúng ta sẽ nhìn thấy gì đấy ạ? Một cái cửa sổ thu nhỏ mô phỏng lại toàn bộ cái hình ảnh này. Và đây, cái tâm điểm này chính là cái gì đấy ạ? Cái phần mà tia sáng đó. Bây giờ tôi có thể đặt nó ở bất cứ chỗ nào tôi muốn để mô phỏng rằng là có một cái nguồn sáng đang chiếu ngược vào trong ống kính. Đồng thời tôi có thể chọn loại ống kính. Ở đây tôi có mấy cái loại được cung cấp là ống kính dạng 50-300mm zoom, 35mm prime, 105 prime và movie prime. Ngoài ra thì khi chúng ta chọn các loại ống kính khác nhau thì cái độ mà bắt sáng ở trong ống kính đó nó cũng sẽ tạo ra những cái phản quang và những cái quầng rất khác nhau tùy theo cái loại ống kính. Đồng thời tôi có thể là gia giảm các tham số bright này để tạo ra cái sự lóe sáng của cái nguồn sáng này mạnh hay yếu. Và sau khi mà chúng ta làm xong thì chúng ta sẽ có được một cái tia nắng nó chiếu vào trong cái ống kính, nó hắt cái ánh ngược phản quang trong cái lúc mà chúng ta chụp như thế này. Thì cái này nó sẽ giúp chúng ta là tạo ra một giả lập về một cái nguồn sáng ngược, thường là nó sẽ dành cho cái hiệu ứng là ánh nắng. Kết hợp giữa cái này cộng với lại cái bộ lọc hôm qua chúng ta nói là cái bộ lọc blue và chính xác là radiant blue, thì một số thứ như thế khi kết hợp với nhau thì sẽ tạo ra những cái hiệu ứng mà các bạn đôi khi các bạn vẫn gặp ở trong ảnh thực. Đó, những cái ray tức là những cái tia sáng mà nó chiếu thành tia khi mà ngược lại ở trong rừng hoặc qua mây hay cái gì đó, nó sẽ tạo ra những cái tia sáng hắt ngược ra. Thế thì cái đấy là cái mà sẽ được áp dụng. Hoặc đây, trong thực tế thì ví dụ như là trong bài tập
Nếu mà tôi nhớ không nhầm, có biết là các bạn đã top được hết đầy đủ các cái bài tập đấy chưa? Có một bài có, nhưng cái đấy thì là sử dụng cái bộ lọc ngoài chứ không phải là của Photoshop. Nhưng mà tuy nhiên chúng ta lại hoàn toàn có thể là sai cái đó để chúng ta làm. Đây, ví dụ tôi demo nhanh một đoạn nhỏ nhỏ để các bạn hình dung ra cái bài đó. Đây, ví dụ các bạn nhìn cái bài này đó, đây là hậu cảnh này, cắt ghép rồi che chắn các thứ bằng các kỹ thuật chọn và mặt nạ để ghép lại thành một cái bức ảnh như thế này. Thì trong đó đây cái phần mà tia sáng đây, nhưng tia sáng này thực tế thì nó có thể là dùng brush, một cái dạng bút đặc biệt, hoặc là nó dùng bộ lọc ở bên ngoài chứ không phải là dùng ở trong Photoshop. Nhưng mà hoàn toàn chúng ta có thể mô phỏng nó như sau. Đây các bạn quan sát, tôi làm thử một cái như thế này. Trước tiên là tạo thành một cái layer mới đã. Đó, tôi tạo thành một layer mới. Sau đó thì tôi sẽ làm việc ở trên cái phần này bằng cách là tạo ra một cái phần tô màu đen. Nhấn D để trả màu tiền cảnh về màu đen theo mặc định. Sau đó thì undelete để tô nó vào. Undelete. Bây giờ đen xì rồi, không nhìn thấy gì nữa đúng không? Bây giờ tôi mới sử dụng bộ lọc filter này, render này, dùng lens flare, và tôi sẽ đặt nó vào cái vị trí mà tôi muốn. Sau đó thì tôi có thể điều chỉnh. Các bạn biết là ngoài cái tâm đặt vào đâu đúng không? Tôi có thể đặt nó vào đâu đó. Thế nhưng mà hoàn toàn là chúng ta có thể chỉnh, hiệu chỉnh để cho nó xoay, cho nó chạy như cái hướng mà chúng ta muốn. Sau đó thì điều chỉnh những cái giá trị lóe sáng, cao thấp, nhiều ít, đúng không? Đến khi mà chúng ta làm xong thì nó sẽ có một cái chùm tia sáng dạng như thế này, và để cho nó ăn vào trong cái hậu cảnh phía sau thì cái thuật này các bạn biết rồi. Một thao tác rất là đơn giản, đó là chúng ta chuyển sang chế độ screen thì nó lập tức nó sẽ giấu đi cái phần màu đen, nó chỉ còn để lại cái phần màu. Đấy. Và như vậy là chúng ta đã có một cái tia sáng được ghép vào trong cái cảnh này. Nên nếu muốn cho nó lên nữa thì Ctrl G nhấn bảng tiếp một cái tầng lên thì nó sẽ chồng lên mạnh hơn. Đó, mạnh nữa thì lại Ctrl G tiếp lần nữa. Đấy, ví dụ như thế. Thế thì chúng ta có thể tạo ra các hiệu ứng về ánh sáng lóe rất là dễ như thế này. Đấy, bằng cách là sử dụng cái hiệu ứng ngay trong Photoshop thôi, không cần phải ra ngoài để sử dụng bộ lọc ngoài hay là cái brush làm gì cho nó phức tạp. Đấy, thì đây là trong một trong những cách để mà chúng ta có thể tạo ra những cái hiệu ứng lóe sáng ở trong cái bức ảnh của chúng ta. Thế là vừa kết hợp với làm việc trên nền đen này, vừa kết hợp bộ lọc này, vừa kết hợp thêm cái chế độ hòa trộn đó. Thì chúng ta sẽ thấy nó thực tế hơn, rồi nó liên hoàn hơn, nó dẫn dắt nhiều thứ để tạo ra một cái sản phẩm mà nó mang tính chất có thể ứng dụng được. Đấy. Chứ từng cái một, có thể các bạn sẽ làm được một cái đơn, hai cái đơn, nhưng mà đến lúc mà chúng ta kết hợp một cách sâu hơn để tạo ra cái gì đó, nếu mà không có những hướng dẫn như thế này thì đôi khi là các bạn cũng sẽ thấy khó khăn. Thế tiếp nữa, xong render này thì chúng ta còn có một cái nó gọi là lighting effect. Lighting effect này thì nó sẽ giúp chúng ta tạo ra những cái hiệu ứng liên quan tới ánh sáng. Ở các phiên bản gần đây thì thực ra nó là một sự cải tiến rất là lớn. Trước đây thì nó sẽ cung cấp cho chúng ta một số các cái tùy chọn để mà tràn thêm các cái hiệu ứng thuộc về ánh sáng vào trong một cái bức hình. Thường là các hiệu ứng mô phỏng về sự chiếu sáng. Chiếu sáng thì nó phân ra mấy cái loại nguồn sáng. Spot lamp, rồi thì direct lamp, với lại omni lamp, tức là các dạng đèn. Đây, bây giờ chúng ta quan sát thử xem là cái hiệu ứng này nó sẽ chạy như thế nào nhé.
Em ví dụ filter là à là filter render à thằng này undo lại thì nó lại quay về CMYK mất rồi. Đây RGB đã nhá. Sau đó thì chúng ta vào filter, vào render, vào lighting effect và các bạn sẽ xem là nó cung cấp cho chúng ta những cái môi trường làm việc nào. Đây. Chiếu sáng. Lúc này thì coi như là đang đập ở trong môi trường không có ánh sáng một cách bình thường. Đó, và bây giờ bắt đầu được hắt đèn vào. Thì các bạn sẽ thấy rằng là chúng ta sẽ có những cái kiểu ánh sáng. Đây, lighting effect. Chúng ta sẽ có ánh sáng kiểu spot, ánh sáng kiểu point. Và ánh sáng kiểu infinite. Đấy. Và trong từng cái loại ánh sáng như thế này thì các bạn có các cái con chuột để điều khiển ánh sáng phủ rộng hay là ánh sáng phủ hẹp. Đó. Ánh sáng mạnh hay yếu, màu của ánh sáng như thế nào, nhiệt độ màu như thế nào. Đấy. Rồi các cái phản quang cái bề mặt đó như thế nào. Mọi thứ tương đối là cũng trực quan, thay đổi các tham số, sau đó cần thiết thì các bạn có thể bật tắt cái con mắt này để các bạn quan sát lại cái thao tác hiệu chỉnh này thì nó sẽ như thế nào. Thế thì đây là chính là cái kiểu mà để mô phỏng với cái sự chiếu sáng cho một cái bức ảnh nào đó, giống như tranh trên tường ấy. À, tranh trên tường tôi chiếu sáng theo kiểu nào, nguồn sáng như nào trong một căn phòng. Những cái này thì có thể là các bạn thử nghiệm, nhưng mà ngoài ra thì nó có cung cấp cho các bạn một cái lượng preset khá lớn. Thì ở trong cái preset này thì nó cung cấp cho chúng ta một số loại này, 2 o'clock spotlight này, đây, và các bạn cũng sẽ thấy là light ở đây chúng ta sẽ chọn được cả mấy cái loại là ánh sáng như thế nào. Cái này thì hơi chạy là hơi lâu, nó phải tính toán lại cái tham số hơi bị nhiều. Đấy, tắt hay bật xem khi không có ánh sáng thì như thế nào, có ánh sáng thì như thế nào. Rồi ví dụ như là rất nhiều blue omni này, đây bật lại cái này, bỏ cái này đi nhá. Đây, ví dụ filter render lighting effect. Đây, nhỏ nhỏ này thôi cho nó tính toán, nó hiển thị cho nó nhanh. Filter lighting effect này, ví dụ custom này, ví dụ file light down này, các bạn sẽ thấy nó cung cấp cho chúng ta theo kiểu gọi là 5 cái đèn chiếu từ trên xuống dưới. Đây, ví dụ đó. Không thích cái này, ở trong này thì khi mà các bạn bấm vào đây thì các bạn còn có thể là điều chỉnh được là các cái màu, ví dụ như colorize này, ví dụ tôi đặt một cái đèn là nó bắt đầu chiếu màu đỏ này, chiếu một màu khác này. Hôm nay đang có một cái vấn đề gì đó nó hiển thị không hết, không đúng. Chúng ta còn phải có các cái điểm điều khiển của những cái đèn này cơ. Khi tôi bấm vào đây tôi có thể điều chỉnh được góc độ rồi độ tỏa rộng của các cái ngọn đèn này. Nhưng không hiểu sao hôm nay nó đang có cái vấn đề gì đấy, nó không lên được cái điểm điều khiển ở đây.
các bạn xem thử trên máy của mình thì chắc chắn là các bạn sẽ thấy có cái điểm điều khiển ở đây. Kéo rộng, thu hẹp, dịch chuyển, thích thì có thể tắt, có thể bỏ được các cái ngọn đèn đi nếu như chúng ta muốn. Đấy thì cái này nó sẽ mô phỏng các kiểu gọi là chiếu sáng vào trong cái bức hình của chúng ta. Đấy, thực ra mọi thứ nó rất là trực quan. Các bạn chỉ cần là bật được nó lên thấy thì các bạn có thể bấm vào các bạn di dịch hoặc là gia giảm các tham số trực quan ngay trên cái mặt của cái bức hình của chúng ta. Đấy. Thì đấy, về cơ bản cái này thì không có gì phức tạp. Nó có rất là nhiều preset thì các bạn xem thì các bạn chịu khó mở cái preset ra thử nghiệm để xem nó cung cấp cho chúng ta những cái preset như thế nào. Đấy, cái nào mà sau này thấy hợp thì gặp việc chúng ta cứ lôi nó ra mà xài thế thôi, và hiệu chỉnh nó ít. Thế thì đấy là cái bộ lọc render lighting effect. Đấy, và để xem nào, hình như là còn có một cái tương đối đặc biệt nữa để tôi sẽ giới thiệu nốt về cái này. Tripod load save default flashlight. À, bọn này nó bỏ đi cái làm việc với kênh rồi. Đây, ví dụ đèn 3 màu, đèn theo kiểu RGB này. Mỗi một cái đèn này sẽ là một màu. Tất nhiên nếu mà đúng chuẩn ra thì các bạn cũng sẽ thấy là nó có thể di dịch, mở rộng, thu hẹp các cái đèn lại cơ. Ok, thế cái này thì các bạn chịu khó xem thêm ở trên máy của mình nhé. Đấy là cái phần bộ lọc render. Đây, hôm trước thì chúng ta đã nói về cái frame này rồi. Bây giờ chúng ta sẽ nói thêm một chút về hai cái này. Đó là cái picture frame. Picture frame này thì nó sẽ giúp cho chúng ta là tạo ra các cái khung, gán các cái khung vào cho cái bức hình. Thực ra cái này thì thuộc dạng có cũng được, không có cũng được, tại vì là chúng ta sẽ có rất là nhiều các cái dạng mà nó đặc biệt. Sau này chúng ta có thể xem ở trong action thì chúng ta cũng sẽ thấy nó tương tự như vậy. Đây, các bạn có thể là kéo các cái con trượt này để gia giảm các cái tham số cho cái khung mà các bạn sẽ gán vào trong cái bức hình của mình. Đó. Có thể sổ danh sách ra và chọn rất là nhiều kiểu khác nhau. Vâng, hiệu chỉnh về màu sắc. Đấy, có một số các cái có hai cái phần, một là basic là cơ bản, chúng ta chỉ thay đổi một vài tham số rất là nhỏ nhỏ và chọn thay kiểu đó. Còn advanced thì nó sẽ cho chúng ta thêm một số các cái tùy chọn để can thiệp vào một cách sâu hơn. Tuy nhiên về cơ bản các bạn thấy đây, khi mà tôi chọn cái này thì nó sẽ gán một số các thứ vào đây để đại thể những cái ảnh mà các bạn thấy là thường thường là chụp ảnh cho bọn trẻ con. Đấy, hay ghép thêm lồng thêm những cái ảnh khung rồi thì hoa rồi thì bóng rồi thì mấy cái thứ đại loại là như thế. Thì các bạn sẽ thấy là cái này, hiệu ứng này, cái filter này nó giúp chúng ta giải quyết những cái việc đó một cách rất là đơn giản. Thế còn cái phần tree thì nó sẽ giúp chúng ta là chèn thêm những cái cây cối vào trong bức ảnh. Cái này thì dành cho mấy ông học kiến trúc, đúng không? Khi mà dựng một cái công trình lên thì học bằng CAD hoặc bằng 3D thì lúc đó nó cũng mới chỉ có cái phần thô của công trình thôi. Sau đó thì đánh thêm màu, đưa chất liệu kính, rồi thì đá, rồi thì gạch tiếp vào, rồi ghép mây trời, rồi thì đưa thêm người, rồi phải trồng thêm cây cối vào để tạo ra những cái bản thiết kế nó hoàn chỉnh. Thì đây là một cái phương án để hỗ trợ thêm. Trước đây khi chưa có cái này thì người ta vẫn có thể làm được, nhưng người ta sẽ phải có một cái thư viện những cây đã lọc sẵn, rồi người ta nhặt vào để vào trong layer, rồi thì chỉnh sửa to nhỏ, rồi phối cảnh to nhỏ khác nhau, người ta ghép vào trong cái công trình.
Thì bây giờ thì chúng ta có những cái sự hỗ trợ một cách là nó chuyên nghiệp hơn đấy. Và khi mà các bạn chọn thì ở đây các bạn sẽ có những cái kiểu đó, những cái kiểu cây này. Trước hết là danh sách các cây đã, nó cung cấp cho chúng ta một cái danh sách tương đối nhiều cây ở đây, và những cái cây này là những cái cây mà nó được lựa chọn và nó cũng khá là phù hợp với lại cái kiểu cây cối hay đưa vào trong cái bản vẽ đấy. Sau khi mà chúng ta chọn xong kiểu cây thì chúng ta mới can thiệp thêm một số các cái tham số ở đây. Ví dụ như trong bản vẽ tôi thiết lập nguồn sáng chiếu từ phía nào sang phía nào đấy, thì đối với công trình thì như thế nào, thì cây cối nó cũng, hoặc là những cái đối tượng mà nằm trong đó, nó cũng sẽ phải chịu chung một cái môi trường chiếu sáng đấy, vân vân. Rồi thì một số các tham số khác này, mọi thứ thì thực ra rất là trực quan. Các bạn nhìn vào đây các bạn sẽ thấy khi mà tôi ra giảm các tham số này thì cái cây này trông nó sẽ biến đổi ra thế nào, lá nó dày hơn, rồi thì màu nó sáng, màu nó nhạt, rồi thì ánh sáng nó chiếu từ phía nào, đúng không? Đây, mùa đông này rụng sạch sẽ lá này, đúng không? Đấy, bắt đầu hơi chớm 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 ra được một tí lá này. Đấy, mọc cành này, bắt đầu lá rậm lên này. Đấy, rồi branches hay này. Đấy, cành cây. Đấy, các bạn muốn cây nó già, cây nó non, cây nó như thế nào thì các bạn điều chỉnh như thế. Đó. Cành mới thì nó mảnh này. Đấy, cây lâu năm thì bắt đầu cành nó to dần, thân nó lớn lên, cành nó mập ra này. Đấy, mọi thứ rất là trực quan. Đấy, và các bạn thích cái gì thì các bạn điều chỉnh cái đấy, cho tới khi nào các bạn nhìn ngắm cái cây này các bạn cảm thấy ok, hài lòng rồi. Thế nhất nó sẽ chèn cái cây vào cho chúng ta và thành ra một cái gì đấy ạ, một cái tài liệu. Thường thường thì người ta tránh, người ta sẽ không làm thẳng lên trên một cái layer đang có hình như thế này, mà người ta sẽ làm nó lên một cái layer trống đó, để lúc ấy tôi có thể co kéo hoặc là tôi xếp nó vào đâu đó. Chứ còn vứt thẳng cổ vào đây thì nó nằm bao giờ nó cũng rơi hụt vào giữa cái ảnh như thế này thì điều chỉnh sẽ rất khó. Đấy, thì khi mà chúng ta làm thì chúng ta lưu ý là vứt nó vào trong một layer trống để dễ co kéo và dịch chuyển nó. Đấy, thì có một vài cái nó cũng tương đối mới, đấy là ở các phiên bản mới từ mấy bộ CS thì mới có cái này. Tiếp nữa thì sharpen thì rất là đơn giản, mọi thứ nó chỉ để là các phương pháp khác nhau để mà làm sắc nét. Đấy, thường thường thì cũng không phải tự dưng mà lôi cái này ra, thường thì nó đi kèm với cái các cái thứ mà đã làm nhòe. Đấy, đã làm nhòe để cho nó dập xóa các cái vết lỗi hay cái gì đấy thì thường sẽ là đánh ngược lại một chút để cho nó không bị mờ quá, nhòe quá. Thế còn ở đây chúng ta có một cái nhóm cũng tương đối đặc biệt, đó là cái stylist này. Stylist này thì nó cũng có một số cái tương đối hay là như sau. Ví dụ như là diffuse này. Cái này thì chúng ta cũng không can thiệp được nhiều. Đấy. Chỉ chọn được giữa các cái kiểu là normal này, darker only này, light only và anisotropic. Thì những cái này nó sẽ tính toán lại một chút và nó sẽ can thiệp vào mấy cái khu vực gọi sáng hay tối một chút. Cái này thì không rõ ràng lắm, nhưng mà về phía sau thì chúng ta có mấy cái bộ lọc mà nó cũng đặc biệt hơn như thế này. Ví dụ như là emboss này. Tạo ra một cái hiệu ứng trông nó sẽ giống như là chạm khắc vào một cái nền xi măng.
độ cao độ sâu của cái này như thế nào. Và cái này thì nó có phụ thuộc gì vào cái màu gốc của bức ảnh hay là cái màu của màu tiền cảnh hậu cảnh không? Thì các bạn nhìn thấy rất rõ là nó không, nó luôn luôn sẽ theo một cái kiểu gọi là khắc cái các thứ vào trong cái chất liệu hơi giống cái nền xi măng này, bất chấp là các bạn dùng cái ảnh đấy nó có tông màu gì hoặc là các bạn có thiết lập cái màu tiền cảnh hậu cảnh nó là cái gì thì nó cũng mặc sát, nó làm theo kiểu như này thôi. Đấy là một cái bộ làm cũng tương đối là đặc biệt. Extrude thì cái này đặc biệt là lạ này. Đấy, bây giờ chúng ta sẽ tìm thử một cái ảnh nhé, ảnh nào trông cho nó đặc trưng hơn một tí. Bây giờ chúng ta sẽ làm thử một cái bộ lọc Extrude. Các tham số này các bạn có thể là thử nghiệm bằng cách là bấm vào các cái checkbox rồi thì các cái radio button. Đấy, bây giờ chúng ta thử nguyên luôn cái mặc định của nó nhé. Nó tạo ra những cái chiều sâu, tạo ra những cái hình khối dạng như thế này. Thử một cái tham số khác nhé. Ví dụ như là thay đổi cái size rồi hoặc là thay đổi cái deep. Đó. Thì chúng ta sẽ có các kết quả nó sẽ khác nhau một chút. Deep nông thì bắt đầu nó sẽ các miếng ghép nó có vẻ là gần chúng ta hơn này. Đấy, rồi thì cái phần ví dụ như size này thì kích thước của các cái mảnh này, các khối này nó sẽ lớn hơn này. Rồi chúng ta còn có những cái biến thể khác nữa, ví dụ như là pyramid này thì nó sẽ lại tạo ra một cái hơi khác, tức là các cái nhọn chứ không phải là khối vuông nữa. Những này thực ra nó rất là trực quan, các bạn chịu khó gọi là thử nghiệm một chút thì các bạn sẽ có được cái phương tiện để làm lại cái trường nhìn cho một cái bức hình lên. Rồi tiếp theo nữa thì chúng ta có một cái gọi là finish này, thì cái này nó các bạn thi thoảng các bạn vẫn gặp những cái bài hay là những cái gì đó mà nó giới thiệu trông có vẻ giống như là một cái biến một cái bức hình từ từ ảnh chụp sang thành vẽ chì hay là vẽ nọ vẽ kia. Thực ra nó là từ cái thằng này đây, tìm và nhấn mạnh nét vào trong những đường biên của cái bức ảnh đấy, nó phân biệt, nó tìm được những cái vùng biên và nó nhấn vào bằng các nét như thế này. Trông thoáng qua thì tương đối giống như là chúng ta đang sử dụng một cái bút chúng ta vẽ, đúng không? Nếu mà còn kèm theo một số cái ví dụ như vào filter gallery bây giờ lại thêm một vài cái chất liệu gì nữa vào đây chẳng hạn đó. Gia giảm thêm đại lại, chúng ta sẽ dùng những cái bộ lọc kèm theo, nhưng lúc đầu tiên bao giờ nó cũng sẽ là nhấn bằng những cái này đấy, đại loại là như thế. Thì chúng ta sẽ có những cái hình ảnh nó quy ra trông giống giống như là cái vẽ này. Đây, oil paint đây này, oil paint thì nó sẽ biến cái bức hình của chúng ta ra thành
tranh màu dầu. Đấy. Với lại các cái tham số bút to bút nhỏ rồi thì vẽ mỏng vẽ dày vân vân thì chúng ta sẽ có cái kiểu đó. Nhưng mà hiện tại bây giờ cái máy của tôi đang bị báo là nó đòi cập nhật driver cạc màn hình cho nên nó không chạy cái hiệu ứng này cho tôi. Các bạn có thể tự xem trên máy mình. Đấy, Solary, cái này hơi giống như là cái hiệu ứng gì đây nhỉ. Đấy, nhìn thoáng qua thì hơi giống cái invert đó, nhưng mà thực ra thì nó là một cái dạng gọi là có cái tính chất là chiếu sáng mặt trời vào theo cái kiểu là ngược sáng hoặc là trời sẩm sẩm gì đấy đó. Cái này thì là cái dạng mà phân chia, chia mạch. Các bạn có thể là sử dụng các cái này để phân tách một cái ảnh ra thành bao nhiêu mảnh. Đấy. Tham số thay đổi đi. Đó. Ví dụ đây, chia nhỏ mảnh. Tiếp nữa thì chúng ta còn có một cái là Trace Contour. Đấy, cái này cũng là một cái dạng hơi giống như là cái Finish này. Tìm đường biên. Đó. Kết hợp những cái này, đó chính là cái hiệu quả, hiệu ứng để mà chuyển đổi bức ảnh ra thành hình vẽ là nó kết hợp mấy cái đó. Thế còn cái Winds này thì nó giống như là một cái hình ảnh mà đang bị gió thổi qua. Đấy. Một cái gì đó gió thổi qua và gió nó làm cho thổi nhòe đi. Nhiều nhỏ ít. Đây, những cái này thì cái Winds này nó cũng được sử dụng trong một số các hiệu ứng tương đối đặc biệt, hoặc là ví dụ như là các bạn thấy là chẳng hạn như là chúng ta có những cái chất liệu dạng như thế này, chẳng hạn như là này. Ví dụ thằng Winds thì cũng hơi có một chút gì đó nó hơi giống như là cái bộ lọc blue này. Đây, ví dụ blue trước là chúng ta nói motion chẳng hạn. Đấy, thì cái chất liệu tôi có thể tạo ra những cái chiều chuyển động thì thằng Winds thì nó ít hơn, nó thổi ven làm cho cái gì đó trượt đi thôi. Thằng này thì nó sẽ mạnh hơn rất là nhiều. Ví dụ như là tạo ra một cái chất nhôm xước chẳng hạn thì chúng ta có thể kết hợp giữa những cái bộ lọc và như là cái noise add noise vào để tạo ra một cái độ nhiễu hạt, sau đó thì sử dụng motion blue này chẳng hạn để chúng ta làm cho nó tạo thành cái bề mặt xước chạy theo cái hướng mà chúng ta muốn này. Đó. Ví dụ như thế thì đấy là vài cái mà chúng ta có thể là giới thiệu nhanh về cái phần ứng dụng bộ lọc. Và bây giờ các bạn thử nghiệm một chút đi những cái thứ đó, sau đó tôi sẽ giới thiệu về những cái bộ lọc nó đặc biệt hơn một chút.